Hai người nữa thì được rồi. Em rồi. Dạ, nghe thấy gì không? Đang làm cái gì đây? Tôi chị, em đang dở ván tôi. Đưa đây nào. À, em đang dở ván. Không có dở ván gì hết. Em đang làm cái gì đây? Lại học toán, học toán. Này chị ơi, học vẽ đi. Thôi nha, học toán em đâu có biết cái gì đâu. Trời ơi, hỏi một phép tính đơn giản em cũng không biết nữa. Chị hỏi đi, 1 cộng 1 bằng 2 em biết rồi. Thế thì các bạn một tuổi cũng biết hết. Nhìn phép toán đây, chị ghi ra mấy phép tính để sau em mà không biết tính nhá, viết tay chị luôn. Rồi, dễ dễ thôi. Ok. Rồi. Nhiều thế chị. 2 phép tính rồi. Nè, thực hiện cho chị đi. 6 nhân 3. Lại bắt đầu suy nghĩ rồi, lại không biết đấy. Đơn giản, chị nhìn đây. Em không cần phải suy nghĩ luôn. 6 nhân 3 chắc chắn là bao nhiêu? 63 nè, 74 nè. Sao? Ôi, em gái tôi ơi, em tính cái kiểu gì đây? Chị bảo nhân chứ không phải bảo em ghét hai cái số vào với nhau. Thế thì em biết. Thế không phải cái này. 6 nhân 3 bằng 36. Nope. 47. Đó. Thế bây giờ lần em... này em không ghép đâu. Em không ghép mà em ngược số lại đúng không? Này nhá, làm phép tính toán nhá, mình phải nháp trước xong mới ghi vào. Em nhìn thấy không, chị vừa cho em làm 2 phép tính thôi, em ghi lèm nhèm chưa? Thế bây giờ chỗ này em nháp ở đâu được? Nháp xuống dưới này, sau đó mình lấy cái xóa bảng này mình xóa đi, thế là xong. Tính lại cho chị đi. Quá đi chị ơi. Tính lại. 6 x 3 bằng bao nhiêu? 6 x 3 bằng làm nháp ra. 6 x 3 bằng 36. Chị ơi, ở trên này kết quả đây đúng rồi. Em biết nháp cái kiểu gì đây? Viết thì cũng phải viết cho rõ ràng chứ. Chứ thì đã xấu rồi. Mà tại sao em tính ra được 36 hả? Thì em nhớ như thế mà. Nhớ. Học toán mà chỉ để nhớ xem là viết tính đấy bằng bao nhiêu mà em không tính sao? Tại sao người ta gọi là tính toán? Thì mình phải tính thì nó mới ra kết quả được, biết chưa? Tính. Ê, tính rồi chị ơi, vẫn bằng 36. Chán em quá đi. Nhìn chị tính đây này, chị hướng dẫn lại nha. Đưa cái bút đây. 6 nhân 3 tức có nghĩa là 3 lần 6, nhớ chưa? 3 lần 6 cộng với nhau. Đây 3 nha. 3 lần 6. 1 lần 6 này cộng này, thêm số 6 nữa, cộng số 6 nữa, có nghĩa là 3 lần số 6. Biết chưa? À thì em biết rồi. Em tính cho chị xem nào. 6 cộng 6 bằng bao nhiêu? 6 cộng 6 bằng 12. 12. 12 bây giờ cộng thêm một số 6 nữa thì bằng bao nhiêu? Ôi giời ơi, bằng 18. Đúng rồi, bằng 18. Thế thì bây giờ chị hỏi em nhá. Vâng. 6 x 3 bằng bao nhiêu? 6 x 3 bằng 36. Ôi, thế 3 lần 6 cộng với nhau thì bằng bao nhiêu? Bằng 18. Đây. Chị đến tiền đình với em mất thôi Hà ơi. Trời ơi, rồi như thế này. Chị đã làm phép tính rõ ràng như thế này rồi. Này cầm cho chị. Chị vào uống miếng nước đã, chứ không chị khô cả cổ với em mất. Ngồi ở đây nhá, để chị vào chị uống nước, chị ra chị dạy tiếp. Gì khô thế này? 6 x 3 rồi là cái gì mà bằng 3 lần 6 cộng lại? Trời. Thôi, chả học nữa. Em đi chơi đây. Hằng ơi, xong. Xong thật rồi. Xong lại chạy đi đâu chơi rồi đây mà. Hằng ơi. Ôi, có bộ cá ngựa này mà chả có ai chơi cùng ấy nhỉ. Thế thôi mình lại chơi một mình. Đấy, đặt hết vào đây. Này ông Hùng kia. Ơ, Hằng à. Lúc nào cũng ngồi đây chơi một mình là thế nào? Chả có ai chơi cùng. Tớ vừa gọi bạn Công nhưng bạn Công lại đi chơi chỗ khác rồi. Tớ mới chơi một mình đây này. Trời bạn đi đâu đây? Trời ơi, cái bà chị gái của tôi giữ ở nhà bắt học. Học ôi gì chả nữa. Thôi thôi, vào chơi luôn đi. Làm ván nào. Ok, bạn chọn màu gì? Màu đỏ với màu vàng luôn. Màu đỏ màu vàng à? Ok, thì tớ hai màu bên này. Thế nha, bắt đầu tớ đi trước thôi. Đổ ra. 3 nữa. 1, 2, 3. Ok, đấy. Nhìn tớ đây này. Ok. 2. Không, cái này lại. 4 thì. Trời ơi. 1, 2, 3, 4. Trời ơi. Ôi, 6 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy chưa? Rồi. Cũng được, nhưng mà nhìn đây. Tớ chơi hơi giỏi đấy.
Ôi, nghiêng nghiêng ấy. Nghiêng ngồi nghiêng chơi lại. Sao mà lúc nào cũng nghiêng? Sao? Ê, 5 5 1 2 3 4 5. Ok, đến lượt tớ. 2 1 2 đây. Rồi. Ui giời. Trò này á tớ chơi suốt ngày. Ok. Bạn còn lâu mới thắng. 1. Được có 1 nước thôi à? Rồi. 3 nước đây này, 1 2 3. À. Tớ sắp đá bong văng bạn rồi. À. Chiêu, chiêu. Ôi giời ơi. Hằng ơi, Hằng. Không biết đi đâu đây. À, kia rồi. Lần này nhá, biết tay chị luôn. Chạy đi, chạy đi. Đá này. Hằng ơi, Hằng. Đang học bài mà em chạy đi đâu hả? Ô, em chào chị Thuyết. Xuống đây chơi cùng em đi. Không, chị không chơi đâu. Em Hằng, đi về. Chị ơi, học chán lắm. Em không muốn học nữa đâu. Không học làm sao được. Nhân chia cộng trừ còn không biết nữa. Đi về. Không, em... À, chị. Nhanh, đi về. Ôi, bạn Hằng lại về rồi. Lại chơi một mình. Buồn thế nhở? Đi. Chị đâu? Học cho ra học, chơi ra chơi nha. Thả ra đi xong em về. Không có thả gì cả. Đây. À, em đau mà. Ngồi xuống. Ôi. Đã bảo ngồi ở đây rồi chị. Cứ hở một cái là chạy đi chơi thôi. Đau hết cả tay em rồi đấy. Đây mà phép toán em còn chưa biết làm đây này. Nhưng mà mấy cái này khó ơi khó luôn. Em làm phép tính bên dưới cho chị đi. Đây phép tính này thì chưa làm đây này. Đưa em không biết làm. Làm sao mà không biết làm dễ thế mà không biết làm. Rồi ạ. À, chỉ có cái này hay lắm nè. Đây em có tin được không chị? Có ăn được. Ý thế á? Ừ. Đây em nhìn nha. Ở đây nha, chị có rất rất là nhiều ngôi sao luôn. Rồi, ngôi sao ăn được đâu mà. Chị chưa nói xong mà. Nếu mà nhá, em làm đúng một phép tính, chị cho em một ngôi sao như thế này. Đó, nếu mà em có được 6 cái ngôi sao này này thì chị sẽ tặng em một món quà. 6 ngôi sao á? Ừ. Ôi ôi. Phải 6 ngôi sao mới được. 5 ngôi cũng không được. Quà gì? Quá, em tự đi chọn luôn. Thế á? Quà gì cũng được luôn. Được luôn. Thế được luôn chị ơi. Thế bây giờ em giải phép tính cho chị đi. Nào, phép tính lúc nãy cũng chưa biết cái phép tính này luôn. Em làm hai phép tính này lại cho chị luôn. Có muốn lấy sao không? Trả lại ngôi sao đây. Có. Đây. Để xem có biết làm không nào. 6 nhân 3. Lúc nãy chị bảo là 6 nhân 3 tức là cộng 3 lần 6 lại. 6 cộng 6 bằng 12. 12 cộng thêm 6 bằng 18. Đấy, 6 nhân 3 bằng 18 nè. Đó, 7 nhân 4 chắc là cũng tương tự thôi. À, kết quả bằng 28 nè. Ở đây là bằng 28. Chị ơi, em xong rồi. Chắc chắn chưa? Em cũng... Cũng sao? Chắc chắn. Đưa cái bút đây. Đây là nhát đúng không? Wow. 6 nhân 3 bằng 18 là đúng rồi. Yeah. 7 nhân 4 bằng 28 thì đúng luôn. Đúng luôn rồi chị. Đúng rồi đó. Chị ơi, thấy chưa? Chưa dễ đúng không? Em được 2 ngôi sao. Đúng rồi đó. Ê. Lần sau nha, những cái phép toán tương tự như thế này em cứ áp dụng như thế là được không? Được, em biết rồi. Ừ, đây chị cho em 2 ngôi sao. Em của chị giỏi mà. Phải học thì mới giỏi được. Này. Em xin. Phải 4 ngôi sao nữa thì mới được quà nha. Chị ơi, chị ra đề luôn và ngay đi. Đây, bây giờ chị sẽ ra đề khác cho em. 3 nhân với 8 nè. 5 nhân với cả 4 đi. Và phép tính thứ 3 sẽ là 8 nhân với cả 2. 8 nhân 2. Đây, em tính đi cho chị xem nào. 3 nhân 8 tức là cộng 8 lần 3 lại. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, bằng 24. Đấy. Rồi, 5 nhân 4 nè. Bằng 20. 8 nhân 2 bằng 2 lần 8. 8 cộng 8 bằng bao nhiêu? Bằng 16. Ê, em xong rồi. Đâu chị xem nào. Đấy. Phép tính là 8 nhân 2 thì là bằng 16. Em tính như nào thế? Thì em cộng 2 lần 8 lại, tức là 8 cộng 8 này bằng 16 luôn. Được luôn. Đáp án này là chính xác. Yeah. Yeah. 1 nè. Đúng rồi.
24, phải tính chính xác nè. Yeah, chị thấy em giỏi chưa? Siêu siêu đấy cả nhà. Em chị á mà đã không thích học thì thôi, còn một khi mà đã học á thì bài nào cũng đúng luôn. Đúng, nhưng mà có một điều đặc biệt lưu ý đó là em phải học thuộc bảng cửu chương. Bảng cửu chương hả? Đúng rồi, em phải thuộc bảng cửu chương thì em mới có thể tính nhẩm nhanh được. Ui, được luôn, em không cần cộng như lúc nãy nữa hả chị? Nhớ nha, em phải đọc thuộc để hôm sau á chị áp dụng cho em xem. Mà được, chị luôn. Bắt em phải đọc thuộc hết luôn. Được. Thế bây giờ đúng ba đáp án nha. Em xin ba sao? Một nè, hai nè, ba. Đây, có mấy sao rồi? Năm sao chị ạ, chỉ còn một sao nữa là em được qua rồi. Rồi, bây giờ nha, chị sẽ cho em một phép tính khó hơn một tí, khác lạ hơn một tí. Nhưng mà nếu mà em trả lời đúng, chị cho em 2 sao, cộng thêm một hộp kẹo dẻo nữa. 2 sao? Ừ, được luôn. Ok không? Được, chị ra đề đi. Chị để hộp kẹo đây nhá. Vâng. Chị ra đề nào, em xem rõ phép tính của chị nha. 4 nè, cộng 2, trừ 3, và bằng 10. Đây. Ơ chị ơi, phép toán này sai mà. Bây giờ nha, em có thể thay đổi dấu ở đây này, thay đổi nét á, làm sao để kết quả vẫn giữ là 10. Nếu mà em trả lời đúng, được hẳn 2 ngôi sao cơ mà. Được thay đổi đúng không chị? Được thay đổi. Được thay đổi thì... Suy nghĩ kỹ vào nha, 2 ngôi sao, một sai á, chị thu lại hết luôn. Ờ... Đây, chị được thay đổi 2 lần thôi đó. Ok. Thay đổi 2 nét thôi. Chỉ cần thay đổi 2 nét mà biến phép toán này đúng ư? 4 cộng 2 bằng 6, 6 trừ 3 bằng 3 mà. À, em biết rồi. Em sẽ xóa cái nét này đi. Ý. Rồi, viết thêm đây. Vào đây, tức là 11 cộng với 2 trừ đi 3 sẽ bằng 10. Chị thấy chưa? 11 này cộng 2 bằng 13, 13 trừ 3 bằng 10. Đúng chưa? Đưa cái bút đây. Chị không nghĩ là em có thể giải được phép tính này luôn á. Thế là đúng đúng không chị? Đúng rồi, em đã thay đổi nét của số 4 đúng không? Đúng rồi. Bình thường số 4 sẽ là như thế này. Em xóa ở giữa này đi. Đúng đấy. Rồi. Em kéo thêm. Thế là được số 11. Uầy. Này, thấy chưa? Thực ra ai cũng có thể làm thiên tài toán học mà. Chẳng qua là mình có chịu học hay không thôi. Ôi, thế là chị bảo em là thiên tài toán học à? Nếu mà em chăm chỉ. Thôi chị ơi. Hả? Ngày hôm nay á, tự dưng em thích học toán hơn. Đấy. Thế phải chăm chỉ học vào. Hôm sau biết đâu em có thể giải được những bài toán khó hơn nè. Vâng. Mà phải học toán giỏi chứ. Lỡ hôm sau chị cho tiền đi ra mua kẹo á, chả biết bao nhiêu mà tính á. Ôi cái đấy em giỏi cực luôn. Hai sao của em đây. Yeah. Đây, thêm lọ kẹo nha. Né. Kẹo nữa luôn. Đúng rồi. Thế sao này có được đổi quà nữa không chị? Hồi nãy chị bảo có được đổi không? Có. Thế thì tất nhiên là được rồi. Thế là em được 6 sao nha. 6 sao hả? Ơ chị tưởng là 7 sao. À 7 sao, 7 sao. 7 sao nhưng mà chỉ được một món quà thôi. Một món quà là cũng vui rồi. Còn được kẹo đây nữa nè. Đấy. Kẹo dẻo nha. Thơm quá, chị ăn không? Thôi chị không ăn đâu, chị nhường em á. Ngon không, ngon không? Ngon chị ạ. Thế bây giờ có đi mua quà luôn không hay để dành nào? Thôi để dành đi, hôm nay có kẹo dẻo rồi. Ok, thế bây giờ học học nữa không hay là học môn khác nè? À mà thôi, em học toán từ lúc nãy rồi, bây giờ chị cho em vẽ đi. Giải lao một tí đi chị. Ok, thì giải lao nhá. Vâng. Chị vào chị ăn kem, ở trong tủ lạnh có kem á. Em rồi. Here we go.